Mối quan hệ giữa Hoa hậu Phương Lê và nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân ngày càng trở nên sâu đậm hơn. Sự tương tác của cả hai không chỉ dừng lại ở việc chăm xuất hiện cùng nhau. Giờ đây, Phương Lê, Vũ Luân còn thoải mái thân mật công khai. Điều này đã khiến khán giả đặt ra nhiều nghi vấn, cả hai sẽ tiến xa hơn trong tương lai. Ngoài việc quan tâm đến tiến triển tình cảm của cặp đôi, khán giả còn tò mò về phản ứng của người thân hai bên, đặc biệt là thái độ của con gái Hoa hậu Phương Lê về chuyện tình cảm của mẹ và nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân. Một điều may mắn với Hoa hậu Phương Lê đó là có những người con rất hiểu chuyện, luôn biết thấu hiểu cho mẹ. Hoa hậu Phương Lê hạnh phúc chia sẻ trên trang cá nhân về những tâm tư và sự ủng hộ từ con gái. Cô viết, cảm ơn vì đã được sinh ra trên đời, cảm ơn các con luôn hiểu chuyện, ủng hộ mẹ, các con nói mẹ vui là ok. Tuy lời chia sẻ vẫn chưa quá rõ ràng, nhưng nhiều người vẫn hiểu rằng các con gái của Phương Lê đã chấp nhận và ủng hộ chuyện tình của mẹ với nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân. Trước đó, Hoa hậu Phương Lê có động thái khiến dân tình nghi vấn đã về sống chung nhà với nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân. Nguyên nhân xuất phát từ bức ảnh Phương Lê đang nấu bữa cơm và nhắn lời ngọt ngào đến Vũ Luân, chờ anh về. Không ít người đặt ra nghi vấn Hoa hậu Phương Lê, Vũ Luân đã về chung một nhà nên nàng hậu mới phải đích thân xuống bếp để tự tay chuẩn bị bữa cơm cho người thương. Tuy nhiên, đây vẫn là suy đoán một chiều từ dân mạng, thực hư ra sao vẫn phải đợi người trong cuộc lên tiếng mới có thể tỏ tường. Từ đầu năm 2024, Phương Lê và Vũ Luân thường xuyên đồng hành cùng nhau trong các hoạt động thiện nguyện. Hoa hậu Phương Lê từng chia sẻ, con nuôi Vũ Linh là người đầu tiên khiến cô chấp nhận mở lòng sau ly hôn. Kể từ ngày song hành với Vũ Luân, Hoa hậu Phương Lê cũng gây ngỡ ngàng khi thay đổi 180 độ, không còn hình ảnh phú bà sang chảnh. Giờ đây, Phương Lê chăm xuất hiện với hình ảnh người phụ nữ của gia đình. Mỹ nhân U50 ngày càng dịu dàng, không còn bỗ bã với các phát ngôn tranh cãi, cô biết tiết chế và cư xử đằm thắm hơn. Về nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân cũng không ngần ngại khẳng định Phương Lê là người quan trọng trong cuộc đời. Con nuôi Vũ Linh còn cho biết những người thân trong gia đình và khán giả cũng thắc mắc về mối quan hệ của anh và Phương Lê. Từ đầu, anh cảm nhận Phương Lê là một người thật tình nên tìm hiểu và kết thân. Sau quãng thời gian quen biết, anh xem người đẹp quê Trà Vinh là tri kỷ, thoải mái chia sẻ những buồn vui trong nghề lẫn trong cuộc sống. Hiện tại, mối quan hệ của cả hai ngày càng thắm thiết hơn, không chỉ công khai xuất hiện bên nhau nhiều hơn, Vũ Luân, Phương Lê còn khiến dân tình đỏ mặt với một vài khoảnh khắc tình tứ quá mức. Hoa hậu Phương Lê, sinh năm 1979, quê ở Trà Vinh. Cô nổi tiếng từ khi đoạt giải Á hậu doanh nhân người Việt thế giới 2016. Năm 2022, người đẹp thông báo kết thúc cuộc hôn nhân 13 năm với chồng đại gia. Hiện tại, Phương Lê đang tự thân nuôi 3 con gái và tận hưởng niềm vui khi ở cạnh Vũ Luân. Sau khi ly hôn chồng đại gia, Hoa hậu Phương Lê như hầu hết mọi người có xu hướng thay đổi diện mạo bề ngoài, mua quần áo mới, chăm chút thêm cho mình, cập nhật xu hướng thời trang, giảm cân. Những thay đổi này cũng giúp cải thiện sự tự tin và cảm giác hạnh phúc. Rất nhiều người thừa nhận rằng họ biến đổi mạnh mẽ từ bên trong vì thấy cuộc sống tốt hơn sau ly hôn. Và khi nội tâm thoải mái, hình dáng bên ngoài của họ cũng dần đẹp hơn. Hiện Phương Lê vừa chú trọng tới công việc, vừa dành thời gian chăm con và không quên chăm sóc bản thân mình với chế độ ăn nghiêm ngặt, giảm ăn tinh bột, tăng cường uống nước và uống sữa. Trong tất cả các xu hướng ăn kiêng, tạo ra sự thâm hụt calo đã được chứng minh là xu hướng phổ biến nhất ở những người muốn giảm cân. Phương pháp ăn ít calo hơn và đốt cháy nhiều hơn đã được khoa học chứng minh là cách tốt nhất để giảm cân trong thời gian dài và tôi đã áp dụng nên đã giảm được 15kg trong vài tháng trở lại đây, Hoa hậu Phương Lê tiết lộ.